Cô chào các em, hôm nay cô trò chúng ta gặp nhau trong tiết học âm nhạc tiết 30 với nội dung học bài hát Bắc Kim Thang, một bài hát rất là dễ thương và quen thuộc phải không nào? Bài hát Bắc Kim Thang là một bài dân ca Nam Bộ. Dân ca Nam Bộ thì chúng ta cũng biết được rất nhiều bài hát rất là dễ thương, ví dụ như Lý Cây Xanh, Lý Cây Bông hay là Ngựa Ô vân vân. Thì dân ca rất là phong phú và rất là đa dạng, là một cái kho tàng âm nhạc rất là quý giá mà ông cha ta đã để lại. Và chúng ta là những con người cháu với thế hệ sau này, chúng ta có nhiệm vụ là phát huy, bảo tồn cái nền văn hóa và âm nhạc dân gian của ông cha ta để lại. Hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau hát bài hát Bắc Kim Thang. Và bây giờ chúng ta sử dụng vở âm nhạc cũng như là phần mềm iBook để hoàn thành nội dung bài học hôm nay nhé. Và trước khi đi vào nội dung bài học, tập hát bài hát Bắc Kim Thang, thì cô mời tất cả chúng ta cùng nghe giai điệu của bài hát Bắc Kim Thang. Em vừa nghe giai điệu của bài hát Bắc Kim Thang và cô nghĩ rằng với bài hát này thì không phải là xa lạ đối với chúng ta, thì cái phần học khác thì chắc chắn là sẽ là dễ dàng phải không nào. Và trước khi học khác bài hát Bắc Kim Thang, cô trò chúng ta cùng nhau đọc lời ca của bài hát nhé. Bắc Kim Thang, cà lang bị rờ, cột bên kèo là kèo bên cột. Chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te. Đó là toàn bộ nội dung ca từ của bài hát Bắc Kim Thang. Và bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau tập bài hát này nhé. Cô mời tất cả chúng ta nghe giai điệu của câu 1. Em lặp lại câu 1 với phần nhạc có lời nhé. Bắc Kim Thang, cả làng bây giờ. Chúng ta lặp lại một lần nữa. Bắc Kim Thang, cả làng bây giờ. Chúng ta nghe giai điệu câu 2. Các em lặp lại với phần nhạc có lời câu 2. Cột bên kèo là kèo bên cột. Ta lặp lại một lần nữa nhé. Cột bên kèo là kèo bên cột. Chúng ta nối câu 1 và câu 2. Bắc Kim Thang, cả làng bây giờ. Cột bên kèo là kèo bên cột. Các em lặp lại câu 1, câu 2. Bắc Kim Thang, cả làng bây giờ. Cột bên kèo là kèo bên cột. Chúng ta nghe giai điệu của câu 3. Kem lặp lại câu 3 với phần nhạc có lời nhé. Chú bán dầu qua cầu mà té. Kem lặp lại một lần nữa. Chú bán dầu qua cầu mà té. Kem nghe giai điệu câu 4.
Kem hòa dòng với phương nhạc có lời câu 4. Kem lưu ý nhớ là luyện nhà chị Lan nhé. Chúng ta lặp lại câu 3 và câu 4. Kem lặp lại một lần nữa câu 3, câu 4. Điều câu 5. Các em hòa giọng với phương nhạc có lời câu 5 nhé. Con lê lê bánh trong bụi kề. Các em lặp lại câu 5. Con lê lê bánh trong bụi kề. Chúng ta nghe ra điều câu 6. Các em lặp lại với phương nhạc có lời câu 6. Con bìm bìm bụi tò tí xe tò xe. Kem lặp lại một lần nữa câu 6 nhé. Con bìm bìm bụi tò tí xe tò xe. Chúng ta nối câu 5 và câu 6. Con lê lê bánh trong bụi kề. Con bìm bìm bụi tò tí xe tò xe. Bây giờ cô mời tất cả chúng ta cùng hát theo bài hát mẫu, bài hát Bắc Kim Thang. Bây giờ chúng ta cùng hát với phương nhạc không lời nhé. Sự hỗ trợ của phần mềm mạng Facebook thì các em có thể tập đi tập lại nhiều lần, và những cái câu nào trong bài hát mà các em cảm thấy là hát chưa đủ tự tin, các em thấy là cao độ mình hát chưa đúng, thì các em có thể bấm vào câu đó để tập hát chuẩn xác câu đó nhé. Sau đó các em có thể thu âm cái lời ca của mình để xem thử là mình trình bày bài hát đã đúng về giai điệu, về lời ca đã rõ ràng chưa nhé. Bây giờ cô trò chúng ta cùng vào phần bài tập thực hành. Bài tập thực hành số 1 là các em hãy hát bài hát Bắc Kim Thang và vỗ tay vào những lời ca có đánh dấu X phía dưới. Thì ở đây đã có, chúng ta thấy những cái dấu X phía dưới những cái ca từ. Chúng ta sẽ vỗ tay vào những cái từ này. Các em có thể vào phần nghe nhạc để chúng ta thực hiện theo nhé. Cô mời các em cùng lắng nghe. Các em có thể vào phần nghe nhạc để nghe đi nghe lại và thực hiện nhiều lần cho tự tin nhé. Chúng ta tiếp tục sang nội dung thứ hai. Bài tập số 2, em hãy hát và tự tập một số động tác minh họa theo gợi ý sau. Ở bên trái là có những ca từ, những cái câu hát trong bài hát Bắc Kim Thang. Bên phải là một số hướng dẫn động tác tương ứng với các nội dung của bài hát. Các em có thể thực hiện theo, hoặc các em vào phần hướng dẫn chúng ta xem phần trình diễn của hai bạn nhỏ nhé.
em thấy hai bạn nhỏ thì hiện có dễ thương không? Rất là dễ thương phải không nào? Thì cô nghĩ là các em sẽ có thể có những cái ý tưởng riêng của mình, các em có thể kết hợp với các bạn để có những cái phần biểu diễn hay hơn, đẹp hơn. Cô hy vọng là tuần sau các em sẽ thực hiện là những cái bài hát này cho cô và các bạn cùng xem nhé. Chúng ta qua bài tập số 3 với nội dung bài hát Bắc Kim Thang là dân ca của vùng miền nào? A. Nam Bộ, B. Bắc Bộ, C. Tây Nguyên và D. là Trung Bộ. Theo các em, chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Chúng ta chọn đáp án A. Bây giờ chúng ta kiểm tra nhé. Sự lựa chọn của các em là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng các em. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành nội dung bài học hôm nay. Hôm nay các em đã được học bài hát Bắc Kim Thang, một bài hát rất là nhí nhảnh dễ thương, rất là phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi của chúng ta phải nào. Và về nhà các em có thể truy cập vào phần mềm Facebook để ôn luyện lại bài hát một cách là dễ dàng, và các em hãy tập trình diễn bài hát với những cái động tác mà các em đã tham khảo, cũng như là các em sẽ có những ý tưởng riêng cho mình nhé. Giờ sau chúng ta sẽ được ôn tập lại bài hát Bắc Kim Thang và sẽ được tập bài hát với một cái phần lời mới. Còn bây giờ cô trò chúng ta tạm biệt, hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé.